Không có cơ mà anh mở lên. Nào hai chị em ăn miếng to đi để bố quay phim nào. Lần lượt từng chị em ăn một, không ăn trước. Không biết đấy, để cho chị ăn trước cũng được. Nào không biết đây đây, ôi thôi, giấy đây mà con phải lấy giấy này chứ. Đây giấy nào đây con. Đấy. Ui. Đấy là Khôi Nguyên. Ui con để đấy luôn, để đấy để xong nào. Nào, Khôi Nguyên miếng to rồi. Ui, em vừa lau mũi xong. Lấy miếng này này, lấy giấy mới này. Ui ôi, Khôi Nguyên ăn giỏi không kìa. Ui, Khôi Nguyên ăn miếng to. Ui, này, lau tay vào đây. Lau tay vào đấy. Đúng rồi. Đây của chị đây, của chị cái mới đây, của chị cái mới này này. Cái đấy là nãy em lau mũi. Đây của con đây này, bố vừa lấy cho con cái mới đây này. Đấy, con là con không, gái. Cái mùa này cũng không kìa, nó bảo lên không. Con ăn đi để bố quay phim mà. Ăn miếng to thế nhỉ? Không sao, kệ. Này, đến rồi Khôi Nguyên ăn đi. Đến rồi Khôi Nguyên ăn. Ui à. Khơi Nguyên phải lấy khăn giấy lau mũi cho sạch nhá, không được lấy tay lau bẩn nhá. Ủa chị đấy, chị thấy giờ đấy, chị sạch không? Đây cho. Con kem bố. Không, con ăn đã, tí nữa bố cho con xem từ đầu. Ui ôi, Khơi Nguyên ăn giỏi không kìa. Ui lại đến chị sơ đi ăn miếng to này. Ui ôi. Lại đến lượt Khôi Nguyên ăn miếng to này. Lại Khôi Nguyên ăn miếng to nữa này. À, Khôi Nguyên uống nước. Ui giỏ. Thôi, cái kẹo nó rơi, bận kẹo tí bố quét. Đã hết rồi à? Con phải hứng miệng vào đấy, hứng như chị Sherry đấy, hứng như thế không bị rớt ra ngoài. Con đừng lau mắt thế, không được lau tay vào mắt như thế con biết chưa, mắt con đang bị đau biết chưa. Đấy. Sắp hết rồi. Wow, đã hết bát mì. Ui, hai chị em ăn giỏi thế. Ui giời. Mấy cái còn là cái là khác nhau mà. Đấy, đúng rồi.